chào tất cả quý chị và các bạn nhé. Thì lâu lắm mình mới mua được một cái mẫu xe Daihatsu Getra. Thì trước này là được sản xuất năm 2009. Với cái động cơ của nó là 1.5 số sàn. Thì con này thì tư nhân sử dụng từ đầu. Để hóa luôn, chứ không phải là qua dịch vụ taxi một ngày nào đâu mọi người nhé. Tư nhân sử dụng. Chủ rất là quý xe, rất là nhiều đồ chơi luôn. Thì trước này thì họ đã lên được một số những chi tiết đồ chơi, thì sau đây em sẽ giới thiệu từng chi tiết một. Ở bên ngoài thì là có một cái bộ la răng này, la răng thể thao thì rất là đẹp đấy, dàn lốp mới thay mọi người nhé, dàn lốp mới thay luôn. Ở bên trong xe thì chủ xe lên một cái màn hình Android đấy, rất là to đẹp luôn, cảm ứng nhá, và chạy 4G wifi. Còn cái trần này, trần 5D này, nhìn rất là sang trọng luôn đấy. 209 tư nhân sử dụng từ đầu luôn mọi người nhé. Giá của con này là 158 triệu đồng. Giá trên bao gồm phí rút hồ sơ rồi. Con dáng rất là đẹp. Hoàn toàn là không tai nạn đâm đụng yếu nhé. Vỏ rất là mỏng này. Không taxi đấy, không có tai nạn đâm đụng gì cả. Còn bên này nữa, các bác nhìn này, con dáng này rất là đẹp luôn. Không hề có một tí bả ma tít nào luôn nhé. Keo chỉ có bất phân nào đấy. Keo chỉ đấy các bác nhé. Keo chỉ này là cái tem của xe. Nếu mà mất cái tem này thì là nó sẽ gọi là một cái xe nó bị va chạm, một góc va chạm chẳng hạn. Đấy, bốn kính chỉnh điện này, và chủ xe đã lắp thêm một cái bộ chỉnh gương cụp xòe, các bác nhìn nhé. Đấy. Mở ra này. Đó. Gương chỉnh bốn hướng luôn. Trước này đang được bên em bán mức giá rất hợp lý thôi, 158 triệu đồng. Rồi một cái mẫu xe sedan 2 đầu. Gia đình đi. Xe đi được có hơn chục vạn thôi. 2009 thì sử dụng được 15 rồi. Xe vẫn còn rất là cứng cáp vì tư nhân sử dụng thật. Thì sau đây sẽ giới thiệu tổng thanh. Còn Daihatsu Getra này chúng ta tất cả quý chị và các bạn cùng theo dõi nhé. Đây là phần đầu của xe đây. Phần đầu của xe thì đèn đóm này, nguyên bản theo xe luôn. Đèn pha và đèn gầm. Đấy, nó có một vài cái vết xước xác này, thì sau cái video này em sẽ mang đi tỉa sơn và đánh bóng. Xe cũng không thể tránh được xước xác mọi người nhé. Form dáng rất là đẹp luôn. Thì cũng lâu lắm rồi em mới lên được cái mẫu Getra này. Vì là lâu lâu rồi không nhìn được cái con nào nó đẹp để ưng mắt để bắt về. Đấy, phanh đĩa hai bánh trước luôn mọi người nhá. Xe đèn đằng sau này, đèn pha nguyên bản theo xe luôn. Đấy, trong vắt luôn mọi người nhá. Tên tư nhân biển Hà Nội. Sedan 2 đầu. Mức tiêu hao nhiên liệu con này thì nó tầm khoảng 6 lít rưỡi cho đến 7, không đến 7 lít đâu, 5 lít rưỡi cho đến 6 lít. 5 lít rưỡi cho đến 6 lít rưỡi 100 km thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy, form dáng của nó các bác nhìn nhé, sơn xi em chưa đánh bóng đâu mà đã bóng như này rồi nhá, sơn zin còn rất là nhiều luôn, sơn zin còn rất là nhiều luôn mọi người nhá, form dáng này các bác nhìn nhé, em xoay gương luôn này, vỏ rất là mỏng, không hề có tí bả ma tít nào, lên được cái bộ la răng nhìn cũng rất là đẹp luôn mọi người nhá, giá chỉ có 158 triệu thôi, đấy, bên em bao gồm phí rút hồ sơ cho anh chị rồi. Có ra lọc cho anh chị nào thiện chí nhá. Phần trong nội thất đây, màn hình Android rất là đẹp, điều hòa đầy đủ các kiểu nội thất này. Đấy, màn hình đây nhá, rất là to và đẹp bản luôn. Xe thì không có khoan đục taxi đâu, không khoan đục taxi đâu mọi người nhá, nó cũng không bị òa ga. Đấy, màn hình Android, cái này kết hợp Bluetooth này, Wi-Fi này. Đấy, chạy nền tảng Android rất là ok. Đấy, nội thất này các bác nhìn rất là đẹp luôn. Trần 5D. Đấy, dân trông rất là sang trọng. Rất là sang trọng mọi người nhá. Xe đi được 16 vạn này. Đấy. Xe đi được 16 vạn. Và em sẽ lổ máy cho anh chị cùng xem. Đây, phần khoang máy động cơ đây anh em nhé, bình ắc quy mới thay này, bốn máy kim phun điện tử, máy lỗ rất là tròn luôn, không hòa ga nhé. Cái dòng Getra này thì nó rất là nhiều con nó bị hoặc lỗi hòa ga nhưng mà xử lý được, chúng ta chỉ cần thay mỗi cái con van không tải này là nó sẽ bị hết bệnh hòa ga. Đấy, nhiều bác không biết đâu, mua nó mất tầm khoảng 500 đến 600 nghìn cái con van không tải này. Đấy, máy lỗ rất là tròn luôn, không hề là tai nạn đâm đụng gì đâu nhé. Tem mác còn nguyên này. Đấy, sản xuất năm 2009 này, mã màu 87U, màu đen nguyên bản luôn.
Đấy, tên tư nhân lắp ra tại Việt Nam đây mọi người nhé. Máy lổ rất là tròn tiếng đó. Anh chị nào mà quan tâm cái mẫu Daihatsu Genza này thì alo cho em cái số điện thoại là 0358 286 286, em qua Hải Dương nhé. Ở đây em chưa thu mua những dòng ô tô cũ, thì anh chị nào mà bao giờ những dòng ô tô cũ mà muốn lên lâm đời mới thì alo cho em, thì em sẽ đến tận nhà để mua, mức giá là cao nhất anh chị nhé. Thì anh chị nào quan tâm đến mẫu này thì inbox cho em hoặc alo cho em nhé. Thì hẹn gặp lại tất cả quý chị và các bạn trong những video sau.